bây giờ mà căn iPod vậy cứ nó bây giờ mà căn cứ pin đầy là ổn mình đến gọi thà bởi tệ tổng cả pra căn mà hai viên riêng tôi bằng tay bởi đây nó bây giờ pra mà dạ tức cứ viết xô mày hồi sẽ làm giống cứ viết chia đi vài mùa điểm sẽ lành đã tăng vì tội máu bông buồn không đây bây giờ mình chỉ iPod thay chùm nông tì pram pơ đại là iPod gặp trên cao bị chân năm bì bọn đọc pram buồn mà đọc bên này vì mẹ dù càng tôn chật pram chân năm đài bởi đây chùm này iPod thay sẽ làm bông buồn này thấm mấy vì chia đi vài mức cứ đôi khi nhận iPhone bé bật còn là thay bây giờ priv cho mình là iPhone việc khóc nha tầm dài nghe cứ việc đặt sim mặt bàn và đài wifi bluetooth ca para cảm thi Facebook Messenger cảm thi tu tư từng game từng ấy nó cứ lên ba đôi từ năng thu sạc iPhone chẳng và ta ca bị chăn bị bòn pay pi nó iPod còn xong lại chặt chụp lật iPod thay chụp nón thay màu tiết hay mình này ta còn chụp thừa iPod nâng màu và đây chúng ta chụp mình iPod thay chụp nón tiệm làm bờ này cứ bị nợ tại para bàn chơi lớn xong bây giờ cảm thi phía trang gần nợ tại support game phía trang gần nợ tại lên ban hơi không đây bây giờ nó cứ tổng hôm sam rồi pg cái bài ở chúng mình iPod thay chúng mình đi làm poly lỡ dừng dậy tại tổng space bảo vệ mình cầm lang vía đầm nà ca được chip a thân cứ đôi khi từ iPhone 7 chúng mình đây thay bởi lửa bướm iPhone 7 vẫn là iPod thay chúng mình đi poly cứ lửa bướm đôi khi nhưng mà thôi cả tại game mà chúng nó là mình graphic thông thông khi thay về đầm nà ca ban là maintain game online như có game xem nó cứ bị nợ tại para bán hay version trong kernel iPod Touch 7 này cứ bị đầm nà ca đòi version 15.8.1 và bởi Apple có trên version thay thay tôi tiết cứ vì nó tại lạng bàn chẳng ảnh còn là thay việc ai lạng tự can version khúc vô đôi chia đọc của mỗi đồng và đây là version 15.7 nâng cần nó tại support cảm thi phía chẳng ta mở sao bởi nhóm vì nó tại ai download bán đi bằng bộ mạng khẩn cho những mạng link Facebook ở những mạng mơ YouTube được có pra cảm thi mà chụm nông tiết chẳng tờ và ta vậy thì nhằm sau sẽ chụm nông iPod thay chụm nông tiết bởi bởi cứ Apple có upgrade chẳng đá và đây có upgrade tập hành khẳng nông mà sân có upgrade hành khẳng cao pro nó bởi iPod thay chụm nông tiết bởi lưng chánh chụm nông iPhone cứ miền càng scan dạo đai và iPod này cứ ở bàn một nghĩa scan thế cứ dân nơi tại pra bụt tông home dưới cha bụt tông lock ở miền càng scan một ấy thế hay tại tổng camera một bảo viết cứ riêng tổn tách tầm hôm tâm tầm môi chích bì mê cà phê xa tế với ai pra bán tại tổng cà thọt selfie thọng na rồi có cà pra cà tê lửa FaceTime rồi có Messenger ấy dân tờ hay camera cao bảo viết tầm hôm 7 mê cà phê xa thọt 4K ở cao tế thọt bán tâm tầm 18-30 frame nhưng mình này thà những thọt bán tâm tầm hiệp tu tư mỗi mình tiết còn có tempo lời đá để dân ai pra bán ở lửa iPod Touch hay bây giờ mưa cả lãnh cứ chì ổng tên á ឲ្យ Wi-Fi ហើយនឹង Bluetooth ឆ្លងកាត់បានអញ្ចឹងណាចំណុចមួយទៀតដែល យើងរៀងផ្លែ អារម្មណ៍ នៅពេលយើងកាន់ iPod ថាចំនួនទី 7 ហ្នឹងគឺទំហំវាតូច ព្រោះឯកង់វាត្រឹមតែ 4 inch ទេ ដោយសារពេលបច្ចុប្បន្នទូរស័ព្ទភាគច្រើនគឺទំហំខ្ទង់ 6 inch 77 inch ហើយ អញ្ចឹងវាធំ បើយើងមកកាន់ iPod វិញ គឺនៅពេលខ្ញុំកាន់គឺពេញដៃល្អមែនទែន ក៏ថាបើតើតើតើការប្រើប្រាស់ ការមកហាញវារៀងតូចបន្តិច ប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំប្រើមួយរយៈទៅគឺវាស៊ាំហើយ ហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាជា device មួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរតាំងពីតូចមក ប្រហែលក៏នឹងយកមានលទ្ធភាពទិញអញ្ចឹងណាប្រហែលក្នុងនេះគឺខ្ញុំអាចទិញប្រហែលគ្នាយើងបានគឺតែiPod Touch គឺវាជា device មួយដែលពុកម្ដាយគាត់ទិញជាកាដូឯកូននឹងក៏នៅគេឲ្យជាកាដូឯមួយអញ្ចឹងណាព្រោះនៅសារ៉តអាមេរិកគឺកាល់ចំនួនឆ្នាំ2010ដល់ជាងហ្នឹងគឺពេញនិយមមែនទែនជាមួយនឹង iPod Touch ហ្នឹង iPod ក៏ដោះច្រើនដែរដូចជាក្រហមខៀវវាមានដូចជាពណ៌ផ្កាឈូកហើយនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំគឺពណ៌ខ្មៅហើយទំហំវា 32 GB ប៉ុន្តែ iPod ក៏មានជម្រើស 2 TB មាន 128 និង 256 ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើយើងទិញថ្មីអាចពិបាករកបន្តិចព្រោះបងខ្ញុំទិញនេះគឺខ្ញុំទិញពីអាមេរិកមកនៅស្រុកគេនៅមានតែនៅយើងគឺពិបាករកមែនទែនអរគុណច្រើនអានេះជាការចែកមកឃើញមួយតទៅនឹង iPod Touch ចំនួនទី 7 ខ្ញុំជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត